Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai, ngày 4 tháng 2 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình thời sự cuối cùng của năm Mậu Tuất. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm chúc Tết tại các địa phương nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019. Rộn ràng không khí ngày cuối năm. Chữ và tục cho chữ đầu năm. Nhiều ngư dân Khánh Hòa ăn Tết trên biển. Rực rỡ sắc màu hoa giấy thanh tiên. Điều ước đầu năm nơi đảo xa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân dịp Tết Kỷ Hợi, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các lãnh đạo sở ban ngành đã đến thăm tặng quà các xã và các gia đình chính sách, các đơn vị trực Tết tại các địa phương trong tỉnh. Tại các điểm đến thăm, sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan đơn vị báo cáo nhanh tình hình hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2018, việc chăm lo đời sống cho cán bộ, người lao động và nhân dân vui xuân đón Tết Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đoàn Văn Việt đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà các đơn vị đã đạt được trong năm qua. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy các thành tích của từng đơn vị mình, chăm lo tốt cho đời sống cán bộ, công chức, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán để nâng cao năng suất lao động. Riêng tại xã Lộc Nga, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tặng một phần quà trị giá 500 triệu đồng để các địa phương thực hiện một công trình phúc lợi xã hội. Đồng thời lưu ý chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan cần tiếp tục xây dựng, giữ vững các tiêu chí về chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện tốt các chế độ chính sách với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, các đối tượng cơ nhỡ vui xuân đón Tết trong không khí vui vẻ và ấm áp. Bên cạnh đó, các địa phương cần chú trọng đến công tác phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân, chăm lo phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa. Tại Bệnh viện 2 Bảo Lộc, Chủ tịch tỉnh đã trao 10 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng đến với các gia đình có người thân đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc. Cũng tại thành phố Bảo Lộc, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đoàn Văn Việt đã đến thăm các gia đình chính sách, gồm gia đình ông Trần Tấn Công, người nhiễm chất độc hóa học tại phường 2, bà Bùi Thị Hiên có chồng là chính trị viên đang công tác tại đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa, gia đình thương binh 4/4 Lê Tấn Hân ở phường 2. Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã ghi nhận sự đóng góp của các gia đình, đồng thời tặng các phần quà Tết, thăm hỏi đời sống, sức khỏe của các gia đình. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động, học tập, đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ có thêm những sự quan tâm, hỗ trợ nhằm giúp đỡ, chia sẻ với các gia đình có công với cách mạng, giúp các gia đình có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống. Cảm động trước sự quan tâm, thăm hỏi ân cần của đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các gia đình hứa sẽ tiếp tục giáo dục con cháu học tập, làm việc theo đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, giữ gìn truyền thống gia đình cách mạng. Tại huyện Bảo Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt đã nghe đại diện lãnh đạo xã Lộc Thành báo cáo tổng quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục và công tác đảm bảo an ninh quốc phòng chung của xã, cũng như việc chăm lo, cấp phát các chế độ cho các gia đình chính sách và nhân dân trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng khi được biết tình hình kinh tế xã hội của xã đã có bước phát triển. Số hộ nghèo giảm xuống đáng kể, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Đặc biệt năm 2018, Đảng bộ xã đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đồng chí cũng lưu ý cấp ủy và chính quyền xã Lộc Thành cần tập trung đầu tư cho chất lượng xã nông thôn mới, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí đề ra, tiềm cận xã nông thôn mới nâng cao. Cân nhắc rà soát chủ động đầu tư các công trình, hạ tầng của địa phương, quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tập trung đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, quan tâm chăm lo Tết đối với các gia đình chính sách, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, đồng thời tạo điều kiện để tất cả mọi người dân được vui xuân đón Tết an toàn và tiết kiệm.
Nhân dịp này, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, trước thềm xuân mới Kỷ Hợi 2019, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã trao quà Tết có giá trị 500 triệu đồng cho đảng ủy và chính quyền địa phương xã Lộc Thành để đầu tư công trình dân sinh thiết thực tại địa phương, cùng với những lời chúc tốt đẹp nhân dịp xuân mới. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng quà Tết cho hai gia đình Bình Minh, Cờ Hà Lên và Nguyễn Kim Chi ở xã Lộc Thành. Tại các nơi đến thăm và tặng quà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thăm hỏi về tình hình phát triển kinh tế, đón Tết vui xuân của gia đình, chúc các gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm bên người thân và con cháu. Đến thăm, làm việc và chúc Tết tại công ty Nhôm Lâm Đồng và công ty Lâm nghiệp Bảo Lâm, sau khi nghe lãnh đạo hai đơn vị báo cáo về tình hình hoạt động của năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà công ty Lâm nghiệp Bảo Lâm và công ty Nhôm Lâm Đồng đạt được trong năm qua, đặc biệt là việc thực hiện tốt nghĩa vụ thuế nhà nước, chăm lo tốt đời sống cho người lao động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tặng quà Tết và chúc lãnh đạo, cán bộ, công nhân và người lao động hai đơn vị đón một cái Tết vui tươi, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, đề nghị công ty Lâm nghiệp Bảo Lâm hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng trong dịp Tết Nguyên đán và trong năm 2019. Tại xã Tà Nung, sau khi nghe báo cáo khái quát về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận vui mừng vì đảng bộ và nhân dân xã Tà Nung đã đoàn kết đồng lòng, cùng nhau phát triển về mọi mặt. Các chương trình phát triển kinh tế cho người dân khá tốt. Đời sống người dân ngày một nâng lên, đã hoàn thành 21 chỉ tiêu đề ra trong năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể chỉ còn 0,27%. Số diện tích cây trồng già cỗi cho năng suất thấp đã được chuyển đổi sang trồng rau hoa, cà phê giống mới, trồng theo công nghệ cao. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 3 tỷ đồng. Hiện đã có 6 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, trên 80% gia đình văn hóa. Công tác phổ cập giáo dục được giữ vững, nhất ở 2 cấp tiểu học và mầm non. Trên 85% người dân của xã tham gia bảo hiểm y tế, trật tự an ninh xã hội được đảm bảo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 50%. Không để xảy ra trường hợp nghiện ma túy trên địa bàn. Nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Lâm Đồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận đã gửi lời chúc sức khỏe đến đảng bộ nhân dân xã Tà Nung. Ông cũng mong rằng năm 2019, xã Tà Nung sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống về thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghiên cứu, có thêm nhiều mô hình phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn, gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Và thay mặt lãnh đạo tỉnh, trao tặng một công trình trị giá 500 triệu đồng cho xã Tà Nung. Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Trần Ngọc Yến ở phường 4, thành phố Đà Lạt. Hiện có con là chiến sĩ Lê Chí Khang đang công tác tại đảo Nam Yết, Trường Sa. Và thăm hai gia đình chính sách là bà Võ Thị Tờ, 93 tuổi, ở đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 7, vợ của liệt sĩ Trần Ngọc Hỷ, hy sinh trên chiến trường Quảng Ngãi năm 1968. Và bà Đặng Thị Năng, 77 tuổi, ở đường Cao Bát Quát, phường 7, có chồng là liệt sĩ Lê Văn Chi, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc các gia đình đón một cái Tết thật ấm áp, vui tươi và ghi nhận những cống hiến của các gia đình trong công cuộc bảo vệ đất nước suốt thời gian qua. Sau khi nghe báo cáo khái quát về tình hình kinh tế xã hội an ninh năm 2018 tại xã Đà Chay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận đã bày tỏ sự vui mừng vì đảng bộ và nhân dân xã Đà Chay, huyện Lạc Dương đoàn kết đồng lòng cùng nhau phát triển về mọi mặt. Đến nay, xã đã đạt 16 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Toàn xã có 4 thôn với gần 400 hộ gia đình, trong đó số hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 82%. Thu nhập bình quân đầu người 35 triệu đồng một người một năm, chủ yếu trồng cà phê, chăn nuôi gia súc. Hiện toàn xã đang giao khoáng bảo vệ 13 hectare rừng. Hệ thống điện, đường, trường trạm được đầu tư bài bản, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho người dân trong xã. Với sự nỗ lực rất lớn trong công tác xây dựng đảng bộ vững mạnh, giữ vững phát triển kinh tế, an ninh chính trị trên địa bàn, nhân dịp xuân Kỷ Hợi, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Lâm Đồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận đã gửi lời chúc Tết đến đảng bộ nhân dân xã Đà Chay. Ông cũng mong rằng trong năm 2019, xã Đà Chay tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững chắc đoàn kết, nâng cao mức sống hộ gia đình bằng cách chuyển đổi phương thức sản xuất, vận động người dân nhận bảo vệ rừng, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền bà con không tham gia vào các tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, rà soát lại danh sách được hỗ trợ để toàn bộ người dân đều được ăn Tết. Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã tặng một công trình trị giá 500 triệu đồng cho xã Đà Chay.
Cũng trong chương trình, đoàn đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cho gia đình bệnh binh 2/3 Đa Rúi Hà Prai ở thôn Long Lanh, xã Đà Chay, bà Cơ Đơn Ca Phương ở thôn Thu Bón, là vợ của liệt sĩ Cơ Sa Ha Rá, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và gia đình chị Nguyễn Thị Mai ở thị trấn Lạc Dương, có chồng là anh Phan Ngọc Hân đang công tác tại đảo Nam Yết, Trường Sa. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những cống hiến sức lực, hy sinh xương máu của các gia đình trong công cuộc bảo vệ đất nước suốt thời gian qua và chúc các gia đình đón một cái Tết thật đầm ấm, vui tươi. Đà Lạt, không khí ngày cuối năm, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị chào đón năm mới 2019. Nét đẹp văn hóa tinh thần của việc cho chữ sẽ giúp mọi người nhớ về Tết xưa và thêm trân trọng những giá trị văn hóa của cha ông để lại, là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là năm Mậu Tuất đang dần đi qua những giờ cuối cùng và năm Kỷ Hợi đang đến rất gần. Chúng ta đang đếm ngược thời gian để chào đón năm mới. Không khí Tết Nguyên Đán tràn ngập khắp mọi nơi, mỗi người, mỗi việc, mỗi tâm trạng, nhưng đều hướng đến cái Tết đoàn viên, an vui. Trong mỗi chúng ta, dù vội vàng, tất bật, vẫn có những khoảng lặng bâng khuâng, nuối tiếc thời gian trôi đi, và cả xen lẫn niềm hân hoan đón chào năm mới. Ghi nhận không khí Đà Lạt những ngày cuối năm của phóng viên thời sự. Đối với người Việt Nam, Tết Nguyên Đán là dịp để đoàn tụ, gặp gỡ bạn bè, người thân, là dịp tỏ lòng hiếu kính với ông bà tổ tiên. Vì vậy, nhà nhà đều cố gắng chuẩn bị một cái Tết đủ đầy tươm tất nhất. Ngay trong ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất này, nhiều người vẫn còn tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi để mua sắm thêm những thực phẩm, hoa trái và vật dụng phục vụ ngày Tết. Vì vậy, các hàng quán, các khu chợ và khu buôn bán hoa, cây cảnh vẫn không kém phần đông đúc. Nhìn chung các mặt hàng đến thời điểm này không có biến động nhiều về giá cả và chất lượng. Các bà, các chị đều tranh thủ lựa chọn những sản phẩm tươi, ngon, đẹp mắt nhất cho gia đình mình. Cũng ổn ổn một chút rồi chị, còn thiếu cây cảnh nữa là xong. Năm nay là em đi dạo ở đây thì năm nay mới là lần đầu tiên đi dạo mà thấy cây nó đẹp quá thì em cũng thích. Trưng một ít để giống như kiểu là trưng Tết cho nó vui vậy á. Cùng với người dân địa phương đi sắm Tết, thì các tiểu thương từ mọi nơi đến Đà Lạt kinh doanh cũng mang một tâm trạng hồ hởi, trộn rộn. Và những người kinh doanh các mặt hàng Tết như thực phẩm, bánh mứt, cây cảnh, thì niềm vui ngày Tết đồng nghĩa với việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió. Mọi người như hối hả hơn, mời chào nhiều hơn để mong buôn bán nhanh chóng, đạt được doanh số để về đón Tết, bởi gia đình, người thân đang chờ đón họ. Ngồi giữa những cành đào đang khoe sắc rộn ràng tại thành phố Đà Lạt, nhưng tâm trạng anh Hồng lại hướng về quê hương. Tâm lý thì muốn bán cho mau lẹ để về quê ăn Tết với gia đình. Có lẽ mùa xuân là mùa mang lại cho con người ta nhiều cảm xúc nhất, và ngày cuối năm là chính là ngày mang đến cho chúng ta nhiều tâm trạng nhất. Có người hối hả để chạy kịp thời gian, có người lại hoài niệm níu kéo như sợ mất đi điều gì đó mà thời gian trôi qua chúng ta không có cách nào để lấy lại được. Ta gọi chung cảm xúc đó là bâng khuâng. Đối với tuổi trẻ, mọi thứ đang là phía trước, càng muốn chạy nhanh để nắm bắt. Đối với người lớn tuổi, quá khứ như một thước phim quay chậm, lướt đi mà lòng người muốn giữ lại, nghiền ngẫm trải nghiệm. Về tuổi lớn chúng tôi thì nó bâng khuâng, bâng khuâng lắm. Tại mùa xuân là mùa bâng khuâng lắm, gần Tết. Thì mấy cháu theo nó thì vui. Nhưng mà trong cái niềm bâng khuâng đó thì gợi nhớ có niềm vui và nỗi buồn. Đó là cái tâm trạng của như tôi. Đó. Còn mọi người xung quanh thì tôi thấy rất là vui. Từ trong lòng người đến cảnh vật đều thấm đẫm một sắc xuân quyến rũ. Nhà nhà hoàn tất những công việc cuối cùng của ngày cuối năm để đón chào năm mới. Đường phố rực rỡ cờ, hoa, xe cộ tấp nập, nắng xuân lan tràn. Những nụ thắm chồi non cũng đang ra sức vươn mình trong ngày 30 Tết, đến với sự sống mới trong mùa xuân đất trời. Đà Lạt cuối năm thật lắm sắc màu. Thưa quý vị và các bạn, sắc xuân đang rạo rực trên mọi nẻo đường, góc phố.
nếu như đây là thời điểm để mọi người quây quần bên nhau, để cùng chuẩn bị đón một mùa xuân mới bên người thân, gia đình, thì cũng có những người lựa chọn cho mình một kỳ nghỉ lý tưởng tại Đà Lạt để cảm nhận hương vị Tết rất riêng tại thành phố ngàn hoa. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự ngày 4 tháng 2, tức 30 Tết, là một điểm đến nổi tiếng với nhiều loại hoa rực rỡ và cách bày trí đặc sắc. Vào những dịp lễ, vườn hoa thành phố Đà Lạt có thể đón hàng ngàn lượt khách du lịch đến tham quan, thưởng lãm. Vì vậy, trong những ngày cuối năm âm lịch Mậu Tuất, đây vẫn là sự lựa chọn của nhiều vị khách du lịch trải nghiệm Tết ở thành phố ngàn hoa. Đây là lần thứ 5 lên Đà Lạt rồi, nhưng mà lần đầu tiên đón Tết Nguyên Đán ở Đà Lạt á. Tại vì Đà Lạt á, mình thấy là Đà Lạt là thành phố rất là xinh đẹp nè, thơ mộng nè, khí hậu cũng là mát mẻ nữa, và mình thích ở đây rất là nhiều. Mình là dân thành phố Hồ Chí Minh lên, cho nên cũng đón Tết ở đây cũng ước mong rằng là một cái Tết được vui vẻ, và những người dân của Đà Lạt, kể cả những du khách, đón một cái Tết là kiết tường và may mắn. Dự kiến một lượng lớn khách du lịch sẽ đến Đà Lạt vào những ngày sau Tết, thường bắt đầu từ mùng 2 đến hết kỳ nghỉ. Xuân đoàn viên, Tết là dịp để toàn thể gia đình sum vầy, là một truyền thống quý báu của người dân Việt Nam. Khi thời khắc giao thừa đang đến gần, người lựa chọn sum họp bên những người thân yêu của mình. Người lựa chọn trải nghiệm ở một nơi mới lạ. Dù vậy, ai ai cũng đang hướng khoảnh khắc thiêng liêng nhất với hy vọng về năm Kỷ Hợi tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Câu thơ nhắc đến tục xin chữ ngày đầu xuân vốn là nét văn hóa đặc trưng của người Việt, bắt nguồn từ sự hiếu học, sự trọng chữ, trọng tri thức. Nét đẹp văn hóa ấy đến nay vẫn được trân trọng, lưu truyền. Không biết từ bao giờ, cứ chờ đến năm hết Tết đến, xuân sang, người dân Việt lại náo nức xin chữ. Họ mang trong mình những mong ước, hoài bão và hy vọng riêng trong năm mới. Đây tựa món quà văn hóa tinh thần có ý nghĩa sâu sắc. Nó khiến con người ta hướng đến các giá trị chân, thiện, mỹ trong cuộc sống. Cái phong tục xin chữ đầu năm của người Việt Nam ấy, thì nó là một cái nét đẹp văn hóa, một cái giá trị truyền thống. Nó rất là đáng được giữ gìn của dân tộc ta. Vì vậy thì vào những cái dịp đầu năm mới khi Tết đến xuân về thì mình thường dẫn người thân và gia đình lên chùa để xin chữ. Thứ nhất là xin những cái điều may mắn đầu năm. Thứ hai là có những bức tranh về trang trí nhà cửa cho nó đẹp và có không khí xuân về. Thứ ba là cũng góp phần là cùng với các bạn trẻ khác trong xã hội bảo tồn và duy trì một cái truyền thống, một cái nét giá trị văn hóa rất là tốt đẹp của dân tộc mình. Bài thơ Ông Đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên gần một thế kỷ trước, hoài niệm về một tập tục xưa, về một nét văn hóa truyền thống Việt đã bị mai một bởi thời cuộc, ngậm ngùi thân phận những người muôn năm cũ. Tưởng chừng như những ông đồ đã tuyệt tích, thế nhưng bước sang thế kỷ 21 này, khi kỹ thuật công nghệ cao đang dần thay đổi bộ mặt cuộc sống, thông tin chỉ còn tính trong khoảnh khắc từng giây, từng phút. Khi những người trẻ được gọi là thế hệ A Cầm, thì dường như tâm hồn người Việt lại trở về với những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Bên cạnh hình ảnh những ông đồ già, những ông đồ trẻ cũng bận áo dài khăn xếp cho chữ đầu xuân. Họ có lối viết thư pháp riêng mang phong cách người trẻ, nhưng vẫn không mất đi tính triết lý, tình cảm và âm ngữ của tiếng Việt. Người trẻ như mình thì rất là yêu thư pháp, có nhiều bạn trẻ rất là muốn học thư pháp nhưng mà chưa có điều kiện để học, thì mình có cơ duyên là mình được học thư pháp ở thầy trụ trì của chùa. Thì cũng nhờ thầy mà mình học được, và mình cũng đang mở một cái lớp để dành cho các bạn trẻ mà có yêu thích thư pháp thì có thể tới học thư pháp. Một người trẻ như mình thì mình chỉ có một mong muốn, đó là nhân rộng được ra cái truyền thống viết thư pháp này cho tới nhiều những bạn trẻ, không những bạn trẻ mà tất cả mọi người, ai có thể yêu thích cũng có thể tới được những cái bộ môn thư pháp này. Ông bà xưa có câu, nhất chữ, nhị tranh, tam sành, tứ gốm. Thú chơi tranh ngày Tết được dân gian xếp vào thứ nhì, ngay sau tục xin chữ đầu năm. Với sắc màu rực rỡ, đường nét độc đáo,
Ngày nay, những bức tranh sơn dầu thủy mặc được điểm tô thêm những dòng chữ thư pháp, thường là thông điệp, lời chúc cho một năm phát tài phát lộc, vạn sự như ý, đã khơi gợi cảm giác mới mẻ, ấm cúng, rộn rã sắc xuân trong mỗi gia đình, đồng thời cũng là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa sâu sắc của người Việt, trong lành và nhân hậu. Theo cái truyền thống của dân tộc mình, xưa giờ là cứ mỗi đầu xuân về thì là có những ông đồ, có nghĩa là ra bày mực tàu giấy đỏ, viết thư pháp những cái câu thơ rồi cho mình đón xuân. Nhưng mà với cái thế hệ của mình bây giờ thì anh nghĩ là mình cũng dựa trên cái nền tảng văn hóa của dân tộc mình cải biên hơn bằng những cái, ví dụ như anh qua những cái chất liệu bằng sơn dầu. Anh muốn là mình đưa thiên nhiên vô trong thư pháp luôn. Thì anh nghĩ là một cái tác phẩm mình nó, một cái câu thư pháp mình nó có ý nghĩa hơn. Bởi vì mình biết lồng ghép giữa thiên nhiên và ngôn từ. Thì cái ngôn ngữ và cái thiên nhiên, hai cái đó mình trộn lại với nhau thì nó sẽ ra một tác phẩm, nó sẽ đưa vào lòng người nhiều hơn. Xuân đã gõ cửa từng nhà, người người lại rộn ràng rủ nhau đi xin chữ cầu lộc, cầu tài, cầu may mắn. Tất cả cũng chỉ để bày tỏ mong muốn về một không khí Tết cổ truyền đầm ấm, tươi vui, một năm mới bình yên, tài lộc. Hy vọng nét đẹp văn hóa tinh thần này sẽ giúp mỗi người nhớ về Tết xưa và thêm trân trọng những giá trị văn hóa của cha ông để lại. Nội dung chính sẽ có trong phần tin trong nước. Bỏ lại không khí Tết, nhiều ngư dân ở Khánh Hòa rời cảng, tham gia đánh bắt ngoài khơi xa. Cùng đến với làng Thanh Tiên ở tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi có truyền thống hơn 300 năm làm hoa giấy trong dịp Tết cổ truyền. Thưa quý vị và các bạn, Tết là thời điểm nhiều người sum vầy bên gia đình. Nhưng đối với nhiều ngư dân, bám ngư trường, bám biển đã trở thành thông lệ. Bởi đây là lúc đánh bắt hiệu quả nhất trong năm. Chính vì thế, trong những ngày giáp em lại. Thưa quý vị và các bạn, Tết là thời điểm nhiều người sum vầy bên gia đình. Nhưng đối với nhiều ngư dân, bám ngư trường, bám biển đã trở thành thông lệ. Bởi đây là lúc đánh bắt hiệu quả nhất trong năm. Chính vì thế, trong những ngày giáp Tết, nhiều ngư dân ở Khánh Hòa rời cảng, tham gia đánh bắt ngoài khơi xa. Tất cả đều hết sức phấn khởi và mong muốn ghe thuyền đầy cá trong chuyến đánh bắt đầu năm. Đây cũng là cách mà ngư dân khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hòa, trong những ngày qua đã có gần 100 tàu cập cảng lấy đá, nhiên liệu, chuẩn bị cho chuyến hải trình dài ngày trên biển. Trong đó, không thể thiếu những món quà mang hương vị Tết như hoa quả, bánh mứt ngày Tết, để thuyền viên vui Tết trên biển. Hiện có khoảng 800 thuyền viên theo tàu tham gia đánh bắt và sẽ đón Tết cổ truyền trên biển. Dù xa nhà, xa người thân, nhưng tất cả đều phấn khởi và hy vọng làm ăn hiệu quả. Vì đây là chuyến biển luôn đạt sản lượng nhiều. Trong khi đó, chi phí đầu tư vào xăng dầu, lương thực, thực phẩm không tăng cao như mọi năm. Và giá bán thủy sản cũng ở mức cao, nên bà con tự tin có lãi. Để khích lệ tinh thần bà con ngư dân, ngành thủy sản đã sớm tổ chức lễ ra quân khai thác thủy sản, đồng thời triển khai nhiều chính sách hỗ trợ bà con khi tham gia đánh bắt. Cứ hàng năm là cũng có một số tàu, như tàu của bản thân tôi thì luôn luôn là đánh bắt ở vùng biển khơi xa Nam Trường Sa. Thì tinh thần là hôm nay coi như là được tổ chức như vậy thì bà con ngư dân của chúng tôi là rất an tâm, bám biển lâu dài. Tất cả những cái gì là đó có ngư dân của chúng tôi đã thực hiện được trên biển Đông, triển khai ngay những cái chính sách đối với ngư dân, trong đó là có chính sách 48, chính sách hỗ trợ theo liên kết chuỗi, đặc biệt là vừa rồi triển khai cái nghị định 98 chính phủ khai thác mà bao xuyên Tết, vừa là cái truyền thống lâu đời nhưng mà thể hiện cái tinh thần yêu lao động của ngư dân chúng ta, đồng thời là góp phần vào bảo vệ cái chủ quyền biển đảo. Một điều cũng dễ nhận thấy rằng vài năm gần đây bà con ngư dân thường tham gia đánh bắt những chuyến biển cận Tết với những ngư trường truyền thống lâu nay. Bởi tất cả bà con ngư dân cảm thấy yên tâm hơn khi ở ngư trường luôn có sự hiện diện của các khu vực làm dịch vụ hậu cần và lực lượng chức năng
hỗ trợ bà con bất cứ khi nào. Đây cũng là cách mà bà con ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Làng nghề làm hoa giấy Thanh Tiên ở tỉnh Thừa Thiên Huế có truyền thống hơn 300 năm. Mỗi độ Tết đến xuân về, cả làng lại rộn ràng hơn để mang những sản phẩm hoa giấy độc đáo đẹp mắt đến mọi nhà, tô điểm thêm cho mùa xuân xứ Huế. Từ lâu, những cành hoa giấy đã rất gắn bó với đời sống tâm linh của người dân đất cố đô. Cách thành phố Huế khoảng 7 km, làng Thanh Tiên nằm ở hạ lưu con sông Hương, có nghề làm hoa giấy đã hơn 300 năm nay. Công việc thì quanh năm, nhưng dịp Tết đến xuân về là mùa cao điểm nhất. Khắp làng rực rỡ những cảnh hoa giấy đủ màu và những người thợ tất bật với công việc. Từ tháng 9 tới tháng 10 là mình chuẩn bị sẵn tre và giấy. Còn tháng 11 và tháng 12 là mình ráp cành để cho người ta tới lấy đi bán. Nhà gì làm tổng cộng hết 8.000 cành. Những cành hoa giấy ở đây được làm hoàn toàn thủ công từ những nguyên liệu thiên nhiên quen thuộc. Điều đặc biệt ở hoa giấy Thanh Tiên là bí quyết nhuộm màu cho giấy bằng các loại nhựa và lá cây theo cách gia truyền, mang lại sắc giấy tươi tắn và rất bền màu. Mỗi cái bông á là nó đủ 5 màu chính. Và là nó đủ các loài hoa, cũng là nó giống như mai, lan, cúc. Trong đó có cái tre gọi là trúc. Hiện cả làng có hơn 20 gia đình đang giữ nghề làm hoa giấy truyền thống. Những năm gần đây, hoa giấy Thanh Tiên được sáng tạo thêm nhiều mẫu mã, kiểu dáng bắt mắt hơn. Đặc biệt, các nghệ nhân trẻ đã khôi phục thành công hoa sen giấy truyền thống sau nhiều năm thất truyền. Cái hoa sen giấy là mình bắt đầu mình phục hồi lại từ năm 2006 cho đến 2008. Và qua năm 2010 thì cũng là phục hồi nói chung là lại là rất khá thành công. Cũng như là có mặt tại các cái lễ hội hay là những cái dịp trưng bày của tỉnh hoặc là cũng như là các đi các cái tỉnh bạn. Before coming, I check on the internet. Tôi được biết đến làng nghề truyền thống này qua Internet, nên khi đến Huế, tôi đã chọn làng nghề này là điểm đến đầu tiên. Các sản phẩm ở đây đều được làm bằng tay, nên tôi rất ấn tượng. Mặc dù có nhiều công đoạn, nhưng những người thợ ở đây rất khéo léo và làm rất nhanh, rất tuyệt vời. Trong những ngày Tết, các gia đình người Huế vẫn không quên sắm thêm vài cành hoa giấy để đặt lên bàn thờ tổ tiên và trang trí trong nhà. Những bông hoa rực rỡ không chỉ làm đẹp thêm cho phong vị Tết Huế, mà còn làm nên một nét đặc trưng của văn hóa truyền thống đất cố đô. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự, điều ước đầu năm Kỷ Hợi 2019 của những người lính hải quân đang công tác tại quần đảo Trường Sa. Mong cho người dân có một năm mới bội thu, mong cho bản thân cùng đồng đội tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hay đơn giản là mong cho người thân ở đất liền có nhiều sức khỏe. Đó là những ước nguyện của các cán bộ, chiến sĩ và người dân đang sinh sống, làm việc và thực thi nhiệm vụ tại các đảo chìm, đảo nổi tại Trường Sa. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và chia sẻ những tâm sự và điều ước đầu năm Kỷ Hợi 2019 của những người lính hải quân tại Trường Sa qua ghi nhận sau của nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Không khí ngày Tết cổ truyền của dân tộc đã đến. Trong thời khắc chuyển mình của đất trời, những người con Việt Nam ở các quần đảo Trường Sa cũng tạm dừng mọi công việc của mình để nhìn lại bản thân trong năm 2018, cũng như tận hưởng không khí rộn ràng của ngày xuân này. 2018 cũng khắc phục sửa chữa rất nhiều tàu cho các cái tỉnh thành của bà con ngư dân các tỉnh thành, và cũng đã bà con tức là có hỏng hóc nhiều người cũng đã điện lại gửi lời cảm ơn toàn thể trung tâm đơn vị và đơn vị đất liền nữa. Thì chúng tôi là những người lính và đó là nhiệm vụ được giao, thì chúng tôi khắc phục khó khăn để cố gắng làm sao hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ của mình là hỗ trợ ngư dân và tuyên truyền vận động ngư dân đánh bắt hải sản cũng như là vào lòng hồ neo đậu đúng quy định, đảm bảo an toàn. Phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ, những cán bộ chiến sĩ tại Trường Sa đã và đang phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi năm mới đang đến gần,
họ cũng có những điều ước từ đảo xa gửi về đất liền. Chúc tất cả các đồng chí sẽ đón một mùa xuân năm mới thật an lành, hạnh phúc, và bên gia đình cũng bên người thân thì thật đầm ấm. Điều ước là toàn thể anh em và trung tâm cũng như tất cả mọi người có sức khỏe tốt để luôn vững chắc chủ quyền, vững cùng với tất cả là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc thôi. Ước năm mới là ở đảo mình sẽ có nhiều thuận lợi hơn, rồi nhiều thuận lợi, rồi hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm đặt ra. Thì tôi xin gửi chúc đến đất liền một năm mới an khang thịnh vượng và khỏe mạnh. Ở đây, ở ngoài xa, nhưng lúc nào cũng hướng về đất liền và chúc cho gia đình tôi mạnh khỏe, nhất là mẹ. Mẹ ơi, mạnh khỏe, Tết này con không về được thì mẹ ở nhà ăn Tết vui vẻ. Chúc mừng năm mới! Và đó là những lời chúc của các cán bộ chiến sĩ từ Trường Sa gửi về đất liền. Và chúng ta từ đất liền cũng xin gửi những lời chúc chân thành nhất đến các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa. Chúc các anh luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, giữ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền. Xin chúc mừng năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn năm mới Kỷ Hợi 2019 an khang, thịnh vượng, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Xin thân ái chào tạm biệt.